Amida không hiểu nổi tại sao giấc mơ đó lại liên tục lặp đi lặp lại. Con cừu đó là ai? Tại sao lại hoảng sợ đến thế? Còn em gái của cô, tại sao lại trở thành kẻ độc ác đến thế này? Ba tháng trước, công chúa sắp đến lễ trưởng thành rồi, người còn không lo chuẩn bị hay sao ạ? Có ích gì đâu, cố gắng thế nào thì ta cũng không thể vượt qua cái bóng của Elida được. Elida là em gái song sinh của Amida. Tuy nhiên cả về diện mạo, tài năng và tính cách thì giữa họ đều không có điểm gì ăn nhập. Elida sở hữu mái tóc bạch kim bồng bềnh, làn da trắng xanh và ma thuật bóng tối bẩm sinh. Có lẽ cũng vì vậy mà cô luôn yếu ớt và lạnh lùng hơn tất cả các cô gái thần tiên trong tộc. Ngược lại, Amida vô cùng sốc nổi, nhiệt tình như sức mạnh ánh dương của mình. Elida được trời ưu ái cho giọng hát thôi miên vạn vật, còn ta thì chẳng có gì. Dù là hai chị em, Elida vẫn nhận được những đãi ngộ khác với Amida, thậm chí là sống trong một tòa lâu đài riêng biệt và cả mọi sự quan tâm của cha mẹ nữa. Amida nhiều lần thử đến gần người em này, thế nhưng Elida luôn lạnh lùng né tránh. Cứ thế, tình cảm của hai chị em ngày càng xa cách dần. Đôi lần quá cô độc buồn bã, Amida còn thoáng có suy nghĩ rằng ước gì Elida chưa từng tồn tại. Không, mình nghĩ cái quái gì thế này, em ấy là gia đình của mình mà. Trước lễ trưởng thành, vì lo sợ pháp lực yếu ớt của mình sẽ trở thành trò cười trước năng lực ưu tú của Elida, nên Amida lẻn vào cung điện của em gái để học lỏm. Lại nữa rồi, năng lượng của công chúa Elida lại tiếp tục mạnh quá tầm kiểm soát. Chính tai ta nghe thấy đem qua cô ấy triệu hồi cả quỷ nữa cơ. Amida run rẩy, thì ra đây là bí mật mà cha mẹ luôn che giấu. Cơn tò mò đánh bại sự lo sợ dẫn lối đôi chân của cô đến tận phòng Elida. Bay dèo, bay mềm, ba la. Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu đến thổi vào gáy Amida. Phía trong phòng là một cảnh tượng kỳ quái vô cùng. Elida! Bất chợt, từ trong trận pháp do Elida triệu hồi hiện ra thứ mà Amida không bao giờ có thể nghĩ đến. Theo bản năng, Amida phản kháng kịch liệt trong tuyệt vọng. Điều đó chỉ càng làm con quỷ bâu trở nên điên loạn hơn mà thôi. Bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, Elida lao đến giải cứu chị gái mình và đồng thời thay Amida hứng chịu cơn cuồng nộ của bâu. Đáng lẽ Amida phải dùng hết sức bình sinh để cứu em gái, nhưng nỗi sợ xâm lấn cơ thể khiến cô chẳng thể làm gì. Bóng tối cùng bâu nuốt gọn hết Elida rồi biến mất. Căn phòng tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì diễn ra. Elida, có ai không? Người đâu? Không chỉ cha mẹ Amida mà tất cả người hầu cận đều ngạc nhiên trước câu chuyện cô kể. Chưa từng có công chúa nào là Elida sống trong tòa lâu đài bỏ hoang đó. Và trưởng tộc thần tiên thì chỉ có duy nhất một người con là Amida mà thôi. Những ngày sau đó, Amida lặng lẽ theo dõi. Quả nhiên, không có một manh mối nào về sự tồn tại của Elida hết cả. Trong buổi lễ trưởng thành, cô cũng là nàng công chúa duy nhất. Ta thật sự tưởng tượng ra Elida hay sao? Thế nhưng cơn đau ở tai vẫn nhắc Amida nhớ rõ về đêm kinh hoàng đó. Nỗi dằn vặt, ân hận vì không kịp thời cứu em gái khiến cho Amida lại một lần tìm đến tòa lâu đài bí ẩn. Bất chấp rằng pháp lực ánh sáng sẽ bị tổn hại, Elida miệt mài học theo những cuốn sách ma thuật trong phòng. Đợi ta, Elida, dù có phải đánh đổi gì ta cũng sẽ mang em về. Sau rất nhiều đêm, cuối cùng điều đó thành hiện thực. Elida cùng gương mặt không cảm xúc trái ngược với sự vỡ òa hạnh phúc của chị mình bước ra từ trận pháp. Điều kỳ lạ là lần trở về này của Elida, cô đến thẳng tòa lâu đài mà cha mẹ cùng chị vẫn luôn sống, không còn sự tách biệt nữa. Elida, em sống luôn ở đây sao? Sống ở đây
chẳng phải vẫn luôn là như vậy sao? Các sở thích của Elida cũng thay đổi. Cô luôn đeo bao tay và còn ăn được cả táo, thứ mà trước đây từng dị ứng. Thế rồi, những vụ mất tích đồng loạt diễn ra trong lâu đài. Đỉnh điểm là ngay trước mắt Amanda, cũng như sự biến mất của Elida trước đây, tất cả mọi người đều không ai để ý đến cả. Cùng khoảng thời gian đó, Amanda thường mơ đi mơ lại một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, một con cừu hoảng loạn liên tục xuất hiện và ra dấu hiệu cầu cứu Amanda. Căn phòng đó là phòng Elida. Và đến một đêm, chính Elida là người xuất hiện trong giấc mơ kỳ quái đó. Gương mặt của những linh hồn cùng cô cừu đồng loạt chuyển sang kinh hoàng. Đồ ngốc! Động vật thì không nói, nghe chưa? Lần này, Amanda quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện. Và cảnh tượng bên trong thật sự hãi hùng. Toàn bộ những gì diễn ra trong mơ đều là hiện thực. Và em gái thân yêu của cô thì có vẻ như chính là kẻ đứng sau. Cái gì? Ồ, chúng ta có một vị khách không mời mà đến này. Nhưng lần này Amanda đã là một vị thần ánh sáng trưởng thành, không còn để cơn sợ khống chế mình nữa. Amanda, hãy nghe em giải thích. Sau khi bị hút vào trận pháp, em đã tạm thời phong ấn được linh hồn quỷ dữ, tháp cừu Woodley mà chị thấy. Tuy nhiên đổi lại, em đã không còn là người nữa rồi. Việc hấp thụ các linh hồn chỉ là để em được sống như người bình thường mà thôi. Nhưng kể cả thế, cướp đi sự sống của người khác cũng là điều không thể. Tại chị, tất cả là tại chị. Nếu không phải cứu chị thì tôi đâu bị như thế này. Chị cướp đi mọi thứ của tôi. Quả nhiên, những lời này chạm đến sự ăn năn tội lỗi của Amanda. Để chịu trách nhiệm, cô quyết định chuyển năng lượng ánh sáng của mình thành bóng tối cho Elida hấp thụ, bất chấp việc bản thân sẽ không còn là thần. Thế nhưng vào giờ khắc quyết định, khi bàn tay của Elida đưa lên để tiếp nhận năng lượng, Amanda chợt nhận thấy điều bất ổn. Trên tay của Elida có vết sẹo chỉ có thể do thần ánh sáng tạo ra. Một loạt những sự việc được sâu chuỗi lại hiện ra trong đầu. Cộng thêm cù Woodley choàng tỉnh, mấp mé, cố nói lời ngăn cản, dù rất khó nghe ra được, nhưng đó là giọng của Elida. Trong một tích tắc ngắn ngủi đó, Amanda chuyển hướng đưa ra quyết định kịp thời của mình. Thì ra Elida từng được Amanda triệu hồi là giả mạo. Hắn chính là con quỷ bầu giả dạng làm Elida không chiếm sức mạnh của không chỉ Amanda mà toàn bộ tộc thần tiên này. Để thực hiện được kế hoạch đó, hắn biến Elida thành cừu, dùng táo độc kiểm soát ý thức của cô để lợi dụng giọng hát thôi miên dạng vật. Sự thật sáng tỏ, hai chị em dồn hết sức lực để tiêu diệt bầu. Tuy nhiên hắn sức mạnh, họ đã sớm không thể là đối thủ. Không còn cách nào khác, Amanda và Elida quyết định dùng đến phép thuật cấm, kết hợp sức mạnh của mình. Dù đó sẽ khiến cả hai không còn là thần được nữa. Quỷ bầu cuối cùng bị tiêu diệt. Cả tộc thần tiên bừng tỉnh khỏi sự thôi miên kiểm soát. Từ sau đó, tuy không còn pháp thuật, nhưng chị em Elida và Amanda đã trở nên hòa hợp hơn. Họ vui vẻ cùng nhau giúp đỡ cha mẹ quản lý việc trong tộc, đồng thời không ngừng học tập chăm chỉ để tìm ra cách khác để sức mạnh được phục hồi. Câu chuyện hôm nay kết thúc rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Mỗi lượt xem là một sự cổ vũ to lớn để chúng mình sáng tạo ra nhiều câu chuyện mới thú vị hơn. Đừng quên subscribe Wow Fairy Tale để giúp chúng mình sớm đạt được 1 triệu subscribe nhé. Còn bây giờ, hãy chia sẻ với Wow Fairy Tale cảm xúc của bạn khi xem câu chuyện ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập phim sắp tới. Sau khi thành công đến được xứ sở trong gương, Alice và Snow White đang bất ngờ khi phải chứng kiến cảnh tượng hoang tàn ở đây thì bị tấn công. Tuy nhiên,
hậu kính danh diện phản lại được những cuộn len mèo phép thuật của bóng ba mèo. Có điều bóng ba cũng không kém cạnh mà tung ra chiêu thức ảo ảnh của mình, khiến Alice và Nao Quay khó khăn trong việc đánh bại nó. Tay mình càng lúc càng đau, không thể tiếp tục chiến đấu được. Các ảo ảnh như cơ hội Snow White đang bị phân tâm, còn Ali đã không còn đủ sức chống chọi, liền bắn những cuộn len mèo lửa lớn và đánh bại họ. Hoki, cậu đưa tôi đi đâu vậy? Thả tôi ra mau! Snow White, ngài sao vậy? Xin ngài hãy tỉnh lại. Snow White. Alice, cô không sao chứ? Nhưng chúng ta đang ở đâu vậy hả? Chúng ta đang đi gặp người đang sở hữu chiếc dòng phép thuật của phù thủy quyền năng nhất, và kẻ đã gây ra khó khăn cho hai người từ lúc ở lâu đài trên mây đến xứ sở trong gương chính là tôi, chú mèo phù thủy chuyên phục vụ những phù thủy quyền năng nhất đây. Tôi xin được hộ tống hai người đi gặp phù thủy quyền năng kế nhiệm Pandora. Mẹ ư? Edith, cô đoán sai rồi. Đó là em gái song sinh của mẹ cô, người đã bị mẹ cô giam cầm suốt 18 năm nay trong chiếc hộp cầm này. Cuối cùng cũng đã được tự do và quay trở lại để thống trị xứ sở trong gương rồi. Chiếc hộp đó, cô chính là phù thủy hắc ám bị nhốt trong chiếc hộp cấm trong đỉnh tháp của lâu đài, nơi có lính canh gác giữ chặt chẽ hay sao chứ? Nhưng tại sao cô lại thoát được? Đó là nhờ... Đó là nhờ hai đứa nhóc này đấy. Cô đã làm gì Red và Bobby vậy hả? Chỉ là cho bọn họ chút phép thuật thôi miên, điều khiển tâm trí để phục vụ theo mệnh lệnh của ta thôi. Quá ra, mấy hôm trước, khi Nao Squai đi đến Wonderland và Pandora đã thức tỉnh sau 18 năm và tìm ra những con mồi đầu tiên của cô ta. Lợi dụng trí tò mò của Red và Poppy, Pandora đã sử dụng năng lượng hắc ám tích tụ được trong 18 năm để dụ dỗ họ đến căn phòng cấm. Ôi, ánh sáng này đẹp thật đó. Nó phát ra từ căn phòng ở tòa tháp đằng kia. Đẹp thật đó, nhưng đó là căn phòng Ansidawai nói không được vào, lại có người canh gác rất kỹ nữa, nên chúng ta không thể vào đó đâu. Không sao đâu, chúng ta dùng phép thuật dịch chuyển vào đó, ngó xem một chút ánh sáng đó là gì thôi. Chắc xem một chút thì không sao đâu ha. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng mình đã mắc mưu của Pandora và đi vào trong phòng đó. Khi Poppy và Red tò mò đến gần chiếc hộp, con mắt của chiếc hộp mở ra và thôi miên họ phải mở nó ra, và rồi Pandora thành công được phóng thích. Pandora dùng phép thuật thôi miên của mình để điều khiển mọi người nghe theo lệnh của cô ta. Có điều, nếu muốn thôi miên toàn bộ người trong xứ sở trong gương, cô ta cần nguồn năng lượng từ dòng phép thuật của mẹ Alice, nên đã cho người đến chiếm đoạt nó từ tay Alice. Khi có được chiếc vòng, Pandora đã tạo ra phép thuật hắc ám bao trùm khắp xứ sở trong gương và khiến tất cả mọi người ở đây phải nghe lệnh của mình. Phép thuật hắc ám do cô tạo ra cũng rất giống với thứ đã chiến đấu với cha mẹ tôi 18 năm trước. Vậy cô cũng chính là người hại họ, có đúng hay không? Đúng rồi đó nhá. Vốn ta rất khác mẹ ngươi, là phù thủy tích hợp phép thuật hắc ám. Nhưng dù luyện tập thế nào, ta cũng không thể có phép thuật tối thượng của phù thủy quyền năng sở hữu để luyện tập phép thuật thôi miên tất cả các chủng loại khác nhau, làm nô lệ cho mình. Vì vậy, ta đã luôn muốn đánh cướp chiếc vòng đó, thứ có phép thuật tối thượng và chỉ được trao cho các phù thủy quyền năng, cho người kế nhiệm xứng đáng nhất. Nhưng không ngờ rằng, ngay cả khi phải chiến đấu với ta và sắp kề cận với tử thần, cha mẹ cô vẫn dùng sức lực cuối cùng để phong ấn ta vào chiếc hộp cấm kia. Hừ.
Để rồi ta bị đức vua, bạn thân của cha mẹ ngươi, đưa đến đỉnh tòa tháp này và giam giữ suốt 18 năm nay. Vốn ta nể tình là con gái của chị ta mà tha cho ngươi, nhưng ai ngờ ngươi lại tự mình chui đầu vào rọ, nên ta đành biến ngươi và Snow White thành nô lệ tiếp theo của mình mà thôi. Vừa dứt lời, Bandura đã bắn phát thuật về phía Nausquai trước sự tuyệt vọng của Alice. Không, Snow White, mau thả tôi ra. Tuy nhiên, khi thoát ra và lấy được bộ cung tên, cũng là lúc Alice nhận ra rằng tay của mình đã không thể cử động được nữa do phép thuật hắc ám của Bandura. Ồ, tay của ngươi đã bị ảnh hưởng bởi phép thuật hắc ám của ta ở hồ không đấy rồi. Cho nên đừng chống cự làm gì nữa, không thì đừng trách ta không nương tay. Bandura định dùng phép thuật để tấn công anh thì bỗng Cheshire hiện ra cùng ảo ảnh của mình giữ chặt lấy Bandura. Nóng quá, ngươi làm gì vậy? Ngươi có biết hành động chống lại phù thủy quyền năng nhất sẽ có hình phạt như thế nào hay không? Tôi biết chứ, sẽ bị tan thành mây khói. Nhưng tôi đã chứng kiến hành trình của Alice đến đây. Cô ấy đã rất dũng cảm và ngoan cường, nên nếu cô có ý định muốn cướp đi sinh mạng của Alice, thì trước khi tôi tan biến, thì tôi sẽ không cho cô làm được việc đó đâu. Đồ không biết điều, vậy thì ngươi cũng phải chịu phạt đi. Bandura cố gắng triệu hồi phép thuật khắc ám từ chiếc vòng để tấn công Cheshire, nhưng các ảo ảnh Cheshire đều dễ dàng tránh được và không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Cheshire cũng dần tan biến và khó có thể chống cự được lâu hơn. Ali gượng đứng dậy quan sát Cheshire và Bandura chiến đấu với nhau. Phép thuật quyền năng của Bandura xuất phát từ chiếc vòng đó, vì vậy mình phải nhanh chóng phá hủy nó. Nhưng tay mình khó cử động quá, không thể chiến đấu với Bandura được. Không, mình không được bỏ cuộc, không thể để thêm bất kỳ ai hy sinh nữa. Ali cố gắng dùng sức mạnh dương cung lên, và chính vào lúc đó, những luồng ánh sáng kỳ lạ và ấm áp bao quanh cô. Cha, mẹ, tại sao hai người lại ở đây hả? Chúng ta đến đây để giúp con chiến đấu lại Bandura. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đánh bại Bandura một lần nữa và mãi mãi. Sau đó, với sự giúp đỡ của cha mẹ, cuối cùng Ali cũng có thể bắn tên thần về phía Bandura. Bandura dùng kiên chắn để chống cự, nhưng mũi tên phép thuật ánh sáng vẫn xuyên qua và hạ gục cô ta. Khi phép thuật hắc ám của Bandura bị đánh bại, khung cảnh và mọi người trong xứ sở trong hương đều trở lại tốt đẹp như xưa. Alice, con xứng đáng là phù thủy quyền năng kế nhiệm. Hãy thay ta và cha con bảo vệ chiếc vòng và xứ sở ở trong gương nhé. Còn chưa xây nữa, giờ ngươi đã thuộc về Alice rồi, nên hình dáng của ngươi cũng sẽ được hồi sinh. Hãy làm tốt nhiệm vụ mà ngươi đã từng làm với ta nhé. Vậy còn cha mẹ, chúng ta chỉ mới gặp nhau và con có rất nhiều điều muốn nói nữa. Rồi chúng ta sẽ được gặp lại sớm thôi, con đừng lo lắng con gái. Đừng buồn Ali, nếu có cơ hội, chắc chắn cô sẽ gặp lại họ sớm và bên cạnh họ như chúng ta lúc này thôi. Nhất định rồi. Vì vậy, tôi sẽ hoàn thành tốt việc mà mẹ tôi căn dặn tôi, và cùng với mọi người tiếp tục giữ gìn hòa bình của xứ sở trong gương. Và rồi, hành trình của Ali lại tiếp tục cùng với những người bạn của mình. Đây là Morgan, một cô gái xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn. Ấy thế nhưng, Morgan lại không phải là một cô gái thùy mị nết na gì cho cam. Ngươi vừa chê ta không xinh đẹp hả? Hả? Không dám, không dám. Ngươi rất đẹp, rất đẹp. Có thế chứ. Morgan lại tung tăng đi tiếp, mỗi bước nhảy đều khiến mặt đất rung lên một ít. Morgan rất xấu tính, thường xuyên ghen tị với mọi thứ xung quanh. Nhưng sau tất cả, cô lại là chị của vua Arthur vùng Camelot, nên chẳng ai dám phản ứng gì, thật trớ trêu thay. Hả?
lại chuyện gì đây? A Thơ, cô vẫn chưa giới thiệu một người đàn ông nào giàu có sang trọng cho ta. Ôi, lại nữa rồi. Sao chứ, một vị vua không thể kiếm cho chị gái mình một tấm chồng vừa ý được hay sao? Ta cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều, một tấm chồng với địa vị cao sang giàu có mà thôi. Cùng lắm thì một vị hoàng tử cũng được. Ta cũng muốn lắm, nhưng mà... Nhưng mà sao, ngươi thật sự làm ta thất vọng quá. Nhưng sợ họ không chịu được. Này, cậu đừng có. Bỗng nhiên cửa cung điện bật mở, một người lính chạy vào chống tay quỳ xuống. Bẩm hoàng tử Úc, Sơ Acolon của xứ Gô sẽ được cầu kiến. Đủ rồi, ta phải tiếp khách. Ngươi mau rời đi, đừng có dọa khách nữa. Này là người thứ 12 rồi đó. Sao ai cũng muốn tới kết thân với ta vậy chứ? Với tiếng tâm vua Arthur nổi lên vô cùng, cùng chiến tích đánh bại quái vật, làm sao mà thế giới lại không chú ý đến ngài được cơ chứ? Thôi được rồi, đưa họ vào. Ôi, thật tuyệt vời, cuối cùng thì cũng đã tới lượt ta. Xin chào vị vua mới của Camelot, thần là Acolon của xứ Go. Xin chào Acolon, ngài tới đây có chuyện gì cần bàn? Gaul chẳng phải là một xứ sở oai hùng mạnh mẽ với những chiến binh thiện chí đó sao? Chẳng phải đây là một cơ hội đổi đời sao? Là một người phụ nữ hiện đại không thể trông chờ vào ai khác ngoài bản thân mình. Trong thoáng chốc, sự xuất hiện của Morgan đã ngay lập tức đánh dấu lại trong tâm trí Sơ Acolon một vị trí không thể lu mờ. Sơ Acolon. Sơ Acolon, xin ngài hãy tự trọng cho. Tôi không phải là... ngài biết mà. Tôi xin lỗi hả? Em trai. Hả? Ôi, lại nữa rồi. Lại có thêm một lão già muốn lấy ta làm vợ. Ta không thể chịu đựng được những kẻ già cỗi và tẻ nhạt đó. Người nghĩ xem, ta xinh đẹp như vậy, há có thể gả cho một người sắp lún lỗ chứ hả? Hả? Vậy là nàng chưa có ý trung nhân. Ta có cơ hội rồi đây. Thưa đức vua, ban phép cho thần được bày tỏ sự ngưỡng mộ tới quý cô xinh đẹp đây. Xinh đẹp? Thật đáng yêu. Ta là Morgan, là chị gái của vua Arthur. Ta là Sơ Acolon, đứa con của vùng xứ Gô hùng vĩ. Biết đâu đây lại là một ý hay. Ngài sẽ không còn bị càm ram với những lời than phiền. Hơn nữa, chúng ta lại có thể kết thân với xứ Gô. Cũng hợp lý đó. Chẳng qua vài ngày quen biết, Acolon ngỏ lời cầu hôn Morgan và nhận được sự đồng ý đơn giản tới bất ngờ. Vì đó vốn là kế hoạch của Morgan. Cặp đôi dường như rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Hả? Ngày mai ta sẽ về, nàng sẽ đi cùng ta chứ? Tất nhiên rồi, làm sao ta có thể bỏ rơi chàng chứ? Ta sẽ về xứ Gaul oai hùng mạnh mẽ. Xứ Gô nghe mạnh mẽ vậy thôi, nhưng đâu ai biết rằng bên trong chính xứ Gô lại đang xảy ra nội chiến cơ chứ. Thực tế chuyến đi này của ta muốn kết thân với vua Arthur để có thể tiện bề lôi kéo sự hậu thuẫn của ngài ấy về phía mình trong cuộc nội chiến này thôi. Nhưng ai có thể ngờ ta lại có thể có được trái tim của chị gái và vua cơ chứ. Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Arthur vốn không mạnh mẽ như lời đồn thổi đâu. Thực tế sức mạnh tới từ thanh kiếm thánh ấy, Excalibur, đó mới là sức mạnh tuyệt đối. Nếu đúng như vậy thì... Nhưng ta không nghĩ ngài ấy sẽ dẫn quân sang chinh phục xứ Gô chứ. Không đâu, thằng bé không hề muốn chiến tranh một chút nào cả. Một vị vua như vậy đúng là tuyệt vời. Nếu như ta mượn được thanh kiếm cho chàng, biết đâu chính chàng sẽ là người dẹp tan cuộc nội chiến và thống nhất xứ Gaul một lần nữa. Nhưng mà Arthur có giao báu vật của mình cho một quốc gia khác hay không? Nơi bà chị của nó sắp được gả tới đang gặp nạn, lẽ nào Arthur lại buông tay đứng nhìn? Ta sẽ đi hỏi mượn nó cho chàng. Ôi, ta cảm ơn nàng nhiều. Morgan liền tận dụng thời gian ít ỏi tìm gặp Arthur, nhưng thật không may, vị vua đã chìm vào giấc ngủ. Hmm.
Làm sao bây giờ? Arthur mà ngủ thì khó gọi dậy lắm. Hay là thế này đi, mình sẽ mượn thanh kiếm trước, đem nó sang xứ Gaul giúp Sir Acolon. Khi đó chẳng lên làm vua xứ Gaul rồi, vậy thì mình sẽ là người mạnh thứ hai của Gaul, sẽ chẳng còn sợ gì nữa cả. Có thanh kiếm thánh, vậy thì Arthur cũng chẳng còn là đối thủ của Acolon. Mình còn sợ gì chứ? Tốt nhất là nên đem đi luôn, không cần trả lại. Wow, đây chính là Excalibur sao? Chính là nó. Có sự hỗ trợ của nó, mình sẽ có thể dẹp loạn cuộc nội chiến rồi. Cảm ơn Đạt, cảm ơn Arthur, cảm ơn Camelot. Sáng ngày hôm sau, khi đang trên xe về nước, thì Sir Acolon nhận được tin báo Arthur đã đem quân tới sát biên giới đuổi theo chàng. Dừng xe lại. Có chuyện gì thế? Vua Arthur đã đuổi theo chúng ta và sắp tới đây rồi. Vua Arthur vừa tới đã ngay lập tức kịp nhận ra thanh kiếm báu của mình đang nằm trong tay Sir Acolon. Acolon, ta không nghĩ ngài lại là một người như vậy đâu. Arthur chưa từng tức giận tới như vậy. Ngài ấy thay đổi quyết định rồi sao? Có khi nào Arthur lại lựa chọn phe đối lập, coi thường dáng vẻ bé nhỏ của mình và không muốn giúp mình nữa sao? Thưa ngài, tôi nghĩ rằng ngài đang đưa ra một quyết định sai lầm. Dù có dốc dáng nhỏ bé, nhưng tôi không phải một kẻ hèn đâu. Sir Acolon, ngài hãy để lại thanh kiếm báu của ta, hoặc ngài sẽ không thể rời khỏi Camelot này. Vua Arthur, ngài không nên sỉ nhục ta như vậy chứ. Và ngươi dám? Được lắm, ta cũng muốn xem nắm đấm của Gawain mạnh như thế nào. Mau đi chuẩn bị vật dụng y tế đi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng vậy sao? Lancelot đang quan tâm tới ngài đó. Ta sẽ cố gắng dẹ tay. Trận chiến giữa hai người đàn ông nổ ra, nhưng thực tế lại cho thấy đó chỉ là trận chiến một chiều. Dù không có quá nhiều cách biệt về hình thể, nhưng Arthur vẫn dễ dàng chiếm thế thượng phong. Arthur, ngài không dẫn sĩ dùng ta trong một trận chiến, còn lật lỏng không muốn giúp ta nữa sao? Ta chưa từng hứa hẹn thề thốt gì với ngài cả. Với cương vị là một người đứng đầu một quốc gia, việc thất hứa là điều không thể chấp nhận. Và ta luôn giữ vững tôn chỉ này. Ta nghĩ ngài cũng là một người chính trực, chứ không phải một người đi ăn trộm thanh kiếm báu của ta. Ngài có lời gì để thanh minh hay không hả? Ta không hề ăn trộm nó. Rõ ràng ta đã nhận thanh kiếm từ tay của Morgan. Nàng đã đi mượn người kia mà. Hả? Có lẽ nào? Không phải ta, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nàng đã mượn thanh kiếm này có đúng vậy không? Ta chẳng phải tin ta chứ. Vậy ý của nàng là vua Arthur đã lừa dối chúng ta sao? Ta không có nói như vậy mà. Ta hiểu rồi. Nhân danh xứ Gâu, Sir Acolon ta xin nhận lỗi trước vua Arthur của Camelot. Sự việc tới nước này chính là do ta đã quá chìm đắm và tin tưởng vào người vợ của mình. Ta đã không nghĩ rằng nàng ấy lại làm một việc như vậy. Không được, không thể lấy đi tất cả mọi thứ của ta như thế được. Đây là sức mạnh thực sự của Excalibur sao? Dù có thanh kiếm, ta cũng không thể có được sức mạnh này. Nó chỉ thuộc về vua Arthur thôi. Là một con người đầy kiêu hãnh, tài năng và đức độ, chắc chắn sẽ có những con người tài giỏi đi theo tháp tùng ngài. Thứ mà ngài thiếu, có lẽ là ngài chưa đánh giá chính xác họ và nhờ giả sự giúp đỡ của họ. Ta tin rằng cuộc nội chiến của Gaul sẽ sớm chấm dứt mà thôi. Ngài biết về cuộc nội chiến sao? Ta biết, bên cạnh ta cũng có những người tài giỏi nữa. Chúng ta lựa chọn đi theo đúng người, nên các người không cần phải lo lắng đâu. Được rồi, ta sẽ ghi nhớ những lời răn dạy này. Acolon xin phép trở về nước. Chúc ngày may mắn. Chúng ta về thôi. Ta xin lỗi. Nàng đừng nói gì cả, đi về trước đã. Ôi, thật đúng là một kẻ chẳng ra gì. Đúng là tâm sinh tướng mà. Ta sẽ ghi nhớ sự sỉ nhục này.
ta sẽ trả thù. Một con người tâm kế đa đoan như Morgan liệu sẽ có gây nguy hiểm tới cho vua Arthur và Camelot? Các bạn hãy chú ý đón xem ở phần sau của series vua Arthur nhé.